Đại thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc, biết bao xương máu đã đổ xuống để có được ngày thống nhất. Góp phần vào chiến thắng lịch sử đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của những người mẹ, người chị. Không chỉ là hậu phương vững chắc, rất nhiều người trong số họ còn đóng vai trò quan trọng trên tiền tuyến. Câu chuyện sau đây là ký ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về thời khắc khó khăn nhất của Trung đoàn 27, Triệu Hải, khi thực hiện nhiệm vụ tiến công vào ngõ phía Bắc Sài Gòn qua Lái Thiêu. Vào thời khắc đó, tấm bản đồ Má Chao xuất hiện đã giúp trung đoàn của ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử trọng đại ngày 30 tháng 4. Sáng mai khi tấn công, không cần đánh vào trại huấn luyện Huỳnh Văn Lương. Ở đó có khoảng 2.000 tên đang rất hoang mang tư tưởng. Cần đánh thẳng chiếm cầu Vĩnh Bình vào Gò Vấp. Lục quân công xưởng, Bộ Tư lệnh Thiết giáp Quân ngụy, Tổng Y viện Cộng hòa, căn cứ 2526 truyền tin. Đó là những lời Má Sáu Ngẫu ở Lái Thiêu, Bình Dương nói với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, lúc đó còn là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 Triệu Hải, vào cái đêm Má Sáu trao cho ông Hiệu tấm bản đồ Đô Thành, Sài Gòn, giải quyết khó khăn khi đó của Trung đoàn. Cái khó nhất của chúng tôi lúc đó là không biết đường. Tất cả mọi cái cuộc hành quân chỉ dẫn là theo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng mà lại dựa trên cái bản đồ. Cái khó thứ hai nữa là không biết ở bên trong họ nó phòng thủ ra thế nào. Nắm được nguồn tin tại khu vực gần Lái Thiêu có cơ sở cách mạng, trong đêm tối, trung đoàn đã tìm đến nhà Má Sáu Ngẫu. Tại đây, Má Sáu đã chỉ cho quân giải phóng các trục đường, cung cấp thông tin các vị trí quân đội Sài Gòn đóng quân đã được đánh dấu từ Lái Thiêu đến khu vực cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Ngay sau đó, trung đoàn lên phương án tác chiến và quyết định tấn công Lái Thiêu vào 4 giờ 30 phút sáng 30 tháng 4. Trải qua 2 giờ chiến đấu, trung đoàn đã làm chủ được Lái Thiêu, chiếm được cầu Vĩnh Bình, mở toang cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn. Bá đã dành cái niềm tin và tình cảm, trao toàn bộ cái tấm bản đồ và Má sẵn sàng cùng với cả gia đình Má sẵn sàng lên xe để dẫn đường. Đã gần 50 năm rồi, nhưng cái lúc đó tôi mới có 27 tuổi, cho đến năm nay tôi gần 73 tuổi rồi, thì hình ảnh bà Má miền Nam vẫn in đậm trong trái tim tôi. Tình cảm của anh Hiệu mà sau bao nhiêu năm giải phóng mà anh về anh tổ chức một cái cuộc chiến thăm gia đình, thăm mộ Má. Anh cũng như là một người con của Má và anh của hai em Phước và Đức. Trong những gian khó của chiến tranh, có những người dân nhỏ bé góp công sức mình vào ngày cả nước được hưởng độc lập, được toàn vẹn lãnh thổ. Và tướng Hiệu chưa bao giờ quên những con người như thế trong hành trình cuộc đời của mình.